tiếp tục tu mới em hát cả lương hướng chù rồi tao hát cả lương cô đào của em gì cũng muốn cho con dần dần đang tập tu mới với chị ấy tấm lòng của biển thấy mình hạnh phúc này đợt này quan tâm hát gì vậy em đóng vai chồng của chị Ngọc Huyền nó chết cha vậy hả đối đầu với tôi hả tôi ra tôi tán ra quá ha cái bài sửa nè ông đang sửa thì tôi đọc nói tiếp tục nữa tiếp tục mọi kệ ở bên đây mà mình tiếp tục mình đi tập tuồng hoài về mình cũng vui rồi ha đúng không đây là nghệ sĩ con dâu anh em hộp mặt chép chánh của Tuấn Tú đúng rồi coi như là thời tới đào, rồi thời, hiểu không thời tu tới à, dạ. Thời tu tới quay chơi mà tại à coi như là cuộc đời á bên đây hết đào rồi cho nên là Tuấn Châu mới bắt Tuấn Tú hát đầu chánh quý vị đón xem vở cái lương tấm lòng của biển tại Atlanta nha ngày giỗ tổ ngày 19 tại Atlanta kỳ phương Hồng Tỷ ha nha ủng hộ tụi em nha hát nguyên kịch bản tấm lòng của biển ha nhớ coi vai này đừng ghét Ngọc Huyền nha bà ác lắm vai này bà đóng bà ác bà ăn hiếp tôi bà chửi tôi tối ngày luôn vậy đó không ý phải làm gì ha phải chửi người ta bạn không biết phải đuổi tôi ra khỏi nhà luôn á dù xe không còn tại mình có một cảnh mà anh chỉ nhạc vui em bả đi vô cái xong rồi chị Tâm với lại Long xuất hiện thì đây á đào hát của tôi không phải là Hoa Mỹ mà đóng người yêu của tôi là Thanh Thanh Tâm dễ thương lắm nó bị liệu ai khi tôi vô đáng yêu quá hả không còn lớp du nói cái câu nữa là tiếp sao không còn alo con với anh Hưng sẽ thường xuyên về thăm ba con thăm gì mà alo lớp du bao nhiêu đó cũng làm cho tôi mãn nguyện rồi à thôi tôi phải vào lo cơm nước kẻo trễ cô cũng ăn kẹ đi cho nóng nha cho nóng vô anh dạ